Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tạo ra cái khung frame cho Facebook, hay còn gọi là cái tạo ra cái khung ảnh cho cái avatar của các bạn ở trên Facebook ấy. Thì nó sẽ có hình dạng như này. Đây ví dụ như là khi các bạn các bạn kích vào muốn thay đổi cái thêm cái khung frame cho Facebook của các bạn, thì các bạn kích vào đây này. Kích vào phần thêm khung này. Đây thì ở đây thì sẽ có rất nhiều các khung của các đơn vị đã tạo ra. Như ở đây là của 5G Viettel này, các bạn kích vào đây thì nó sẽ view trước cho các bạn. Đây. Nào, thêm khung như nào. Đấy. Đây là cũng của Viettel này. Đấy, đây của Kangaroo này. Đấy, đây Aqua này, Sunhouse này. Đấy. Black Friday Media Mart này. Đấy, Social. Đấy, có rất nhiều các đơn vị đã tạo ra các khung frame như này. Đấy, thì bây giờ để tạo ra một khung frame như này thì là đầu tiên là các bạn sẽ phải tạo ra một cái hình ảnh trên một cái nền nền trong suốt như này, hay còn gọi là cái ảnh PNG đấy. Đây thì mình đã tạo ra một cái khung ảnh như này. Các bạn nhớ là kích thước của cái khung ảnh này thì các bạn phải để kích thước là khổ vuông nhé. Khổ vuông, các bạn để 800 x 800 hoặc 1200 x 1200 hoặc 1600 x 1600 tùy các bạn nhé. Thì này, theo mình thì các bạn nên để một cái kích thước nó lớn lớn một chút, thì đến lúc mà khi mà up lên hoặc gửi qua gửi lại nó đỡ bị vỡ ảnh. Ở đây hiện tại mình đang để là 2048 x 2048 pixel. Đấy, thì là các bạn sẽ tạo được cái khung như này đầu tiên. Đấy, sau đó là sau khi tạo xong rồi thì các bạn sẽ vào cái bạn sẽ gõ địa chỉ là facebook.com sửa frame nhé. Này à, thì trước đây ấy, thì cái khung cái frame ấy, thì nó có ngay trong cái phần 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 các cái công cụ ở ngay phía bên tay phải của cái trang Facebook cá nhân này, nhưng mà đến bây giờ thì Facebook đã tích hợp vào cái mục nào đó rồi thì mình không nhìn thấy ở đây nữa, nhưng mà các bạn gõ cái facebook.com search frame nó sẽ vẫn ra như bình thường nhé. Thì sau khi tạo xong như này ấy, à, sau khi mở ra cái trang frame như này thì các bạn kích vào cái phần mà mở frame studio, thì các bạn kích vào cái phần bắt đầu này đó. Thì ở đây thì các bạn sẽ tải cái file ảnh các bạn vừa tạo ra xong, các bạn kích vào này. À, cái lưu ý nhé các bạn nhé, thì cái file ảnh thì các bạn có thể làm cái phần mục này nó tràn ra ngoài cũng được, miễn sao là đến lúc làm sao mà khi mà cho lên trên khung ảnh nhìn nó hợp lý là được. Đây đây thì mình thấy là cái hình tròn như của mình là thấy nó ok. Đấy. Các bạn nhớ kéo cho nó vừa đúng cái khung này nhé. Thì đây là cái view trước này, view này. Đấy, ở trên cái phần hình tròn này thì thường thường bây giờ là các bạn xem trên giao diện của thiết bị di động, của điện thoại, hoặc là xem trên cái website, hầu như cái avatar Facebook này nó đều là dạng hình tròn như này các bạn. Nên là mình để cái dạng hình tròn này là nhìn nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Sau đó là các bạn kích vào tiếp. Rồi các bạn đặt tên hiệu ứng của cái frame này nhé. Nhưng mà các bạn nhớ là phải đặt tên làm sao và các bạn có thể dễ được tìm thấy nhất, hoặc là những cái người mà muốn cài cái frame này sẽ tìm thấy. Ở đây là cái của mình thì mình đang đặt là mình sẽ đặt này kia. Về cái phần vị trí này các bạn để bất kỳ vị trí ở bất cứ vị trí nào nhé. Cái phần thêm từ khóa này các bạn thêm từ khóa và cho nó dễ nổi, dễ tìm. Nghiệp hộ tiếp.
Xong sau khi mỗi lần gõ này các bạn ấn enter nhé. Đấy, mình quên mất, mình để quen cách làm mà cell mình gõ là dấu phẩy, nhưng mà cái này là phải ấn enter xong nó sẽ tạo ra các cái key này. Đấy, các bạn nhấn vào tiếp rồi, ok, và các bạn đăng nhé. Các bạn đợi một chút thì cái khung frame này sẽ được đăng lên, do cái khung frame của mình nó mình đang để cái dung lượng nó hơi nặng một chút, nên là đăng lên hơi lâu. Đấy. Đây thì ở đây mình đã đăng xong nhé, ở đây trong cái tài khoản của mình hiện tại đang có khoảng 4 cái. Đó. Ok, đây nó thống kê cái số người sử dụng này. Đấy. Hiện tại là các cái khung frame này mình đang để không báo các nơi sử dụng nên là không có người sử dụng, ở cái này chỉ có đang có một người sử dụng thôi. Rồi bây giờ thì sẽ mọi người sẽ ra để tìm thử nhé, tìm thử cái này xem là đã hiển thị chưa. Các bạn gõ vào đây từ hiểu đấy, thì đây nó đã hiển thị ra ở đây rồi, thì mình sẽ kích vào đây. Đó. Này điều chỉnh lại một chút cho nó hợp lý là được. Đó. Ok, như vậy là đã tạo xong nhé, tạo xong và hướng dẫn bạn cái cách mà các bạn có thể up được cái khung frame đến lên trên Facebook. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.